Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2019. Em tên Sa, em ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người những mặt hàng như sau. Loại thứ nhất là kiếm bạch ngọc. Loại thứ hai là kiếm hồng hoàng hay gọi là hồng lan. Loại thứ ba là kiếm tiên vũ, lá ngắn. Loại thứ tư đó là báo hỷ. Và em xin giới thiệu kiếm bạch ngọc trước nhé. Kiếm bạch ngọc là một loại kiếm lá tương đối là ngắn, nó không có dài lắm đâu ạ. Chiều dài dài nhất của lá, đây là cái cây này là dài nhất này. Đấy, theo em nghĩ là nó là dài nhất, tại vì trong số những cái hình, trong những cái cây hôm nay thì cái cây như thế này là cái cây lá dài nhất đó, chứ không có dài hơn nữa. Đấy, và nó chỉ ngắn ngắn tầm như thế này thôi, khoảng 20-30 cm đó. Dài hơn thì là 50 cm là cùng thôi, chứ không dài hơn nữa đó. Cho nên nói là một loại kiếm rất thích hợp để mình trưng ở trong nhà đó. Hoa nó cũng rất là đẹp. Đấy, nói cái tên bạch ngọc thì nó đương nhiên là nó sẽ có bông màu trắng rồi. Thì mỗi hình thì em bán là 150 nhé. Và hình như sau, hình 1 là 1 dề, 2 dề, 3 dề đó. Cái dề này là được gọi là dề to và đẹp rồi đấy nhé, tại vì nó nhỏ chứ nó không có to. Thì cái dề đó cũng gọi là tương đối là to rồi. Thì cái dề nhỏ và có những cái củ lẻ nữa, thì cái hình này thì tương đối là vừa. Hình số 1 là 150. Hình số 2 cũng vậy này, cũng 3 dề đó, 3 dề như thế. Hình số 3 là có một bụi to. Đấy, có một bụi to như thế này. Và một bụi này nữa này. Đó. Cũng 150 nhé. Hình số 3. Hai bụi. Đây hình số 2 và đây hình số 3. Rồi hình số 4 ạ. Hình số 4 cũng hai bụi. Đó. Cái bụi này có lá nó xòe ra hai bên rất là đẹp. Đó. Đây nè. Hình số 5 thì được 4 bụi. Đấy. Dĩ nhiên là cái số lượng bụi thì nó cũng tương ứng cái số lượng cũ á, này thì những giữa các hình thì nó cũng tương đối là bằng nhau. Thì cái số lượng về nó ít hay nhiều là do là cái bụi to hay nhỏ thôi. Đấy, chứ không phải là em phân không đồng đều đâu. Ví dụ như cái bụi số 4 thì cũng có 4 củ như thế này, thì bụi số 5 thì cũng vậy. Thì mình cái bụi lớn thì nó sẽ có giá trị hơn là những cái củ ria, củ rời đó. Tuy nó nhiều nhưng mà cái giá trị nó khác nhau, nên em cũng cân đối giữa hình và cây, và giá trị từng hình nó phải tương đương với nhau. Đấy, cho mọi người có thể sưu tầm. Nếu mà thích hàng rời thì sẽ có những cái hình nhiều củ rời, còn hàng về to thì sẽ ít củ hơn. Đấy. Rồi hình số 6 này có 1, 2, 3, 4, 5 này. Đó. Hình số 5 này em quay rồi phải không ạ? Hình số 5 có 4 này, 4 củ này, 4, 3 củ rời và một cái dề được 3 củ này. Đó. Rồi, hình số 7 thì được 5 củ rời. Đấy. 5 dề thì tính ra thì được 6 củ đó. Cái dề này có 2 củ này. Chung là kiếm này nó không phải là loại kiếm to, nó là thuộc dòng địa lan nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy bộ rễ của nó này, thì nó là thuộc dòng địa lan. Bên trong là cái giá thể của nó sẽ là đa số là phần đất gỗ mục đó. Thì nó không giống như kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ thì mình có thể trồng hoàn toàn bằng vỏ thông được, nhưng loại này thì có thể trộn vào mùn cưa, sơ dừa và cả một ít đất cũng được đó. Mình sẽ làm đất nó tơi xốp lên. Rồi số 8 thì có một cái dề đó, một dề rất đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy này, dề này là được 4 củ này đó, và được 2 củ rời nữa này. Hình số 8. Hình số 9 được 4 dề đó, 4 dề như thế này. Dề này thì có cả mầm tơ mới lên nữa này. Đây, hai mầm tơ mới lên này. Hình số 9 nhé. Rồi, hình số 10. Hình số 10 là một dề to rất đẹp này mọi người ạ. Trồng nguyên một cái dề này là trồng nguyên một chậu là rất là hợp với những cái dáng chậu tròn. Đấy.
mình để trong nhà rồi cũng rất là đẹp luôn này. Đó. Trông thẳng đứng và rất là đều và cân đối này mọi người ạ. Đó. À, cái dề số 10 này là 200 nhé. Dề số 11 150 nguyên một dề. Đây là dề số 11. Dề số 12 cũng 150. Đây, cái lá khô thôi. Mới lấy về đây mọi người ạ. Hình số 2, hình số 12 cũng 150 một dề này. Hình số 3 cũng 150 nha mọi người. Đó. Ở đây đã có cái cái tơ cái con cái chồi nó sắp nhú lên này, nhú lên đó. Đấy. Hai rồi. Hai rồi. Cái này có phải là hoa hay là mầm tơ ta? Em nghĩ chắc là cái con đó. Đây. Hình số 13 150. Rồi em xin giới thiệu bên kiếm hồng hoàng hoặc là hồng lan. Đó. Thì như mọi khi em cũng bán 200 một hình. Đó. Và có những mỗi hình thì tầm 5 củ. Đấy. Mỗi hình là 5 củ nhé. Đấy. Và cái loại kiếm hồng hoàng hồng lan này thì nó củ cây và lá của củ cũng nhỏ chứ không có được to. Đấy. Nó to nhất là như cái quả trứng gà và nó dẹp dẹp vậy thôi. Đó. Đây là to này. Đấy. Thường thì mọi người tưởng đâu là em quay như thế này là nó to lắm ấy. Nhưng mà thật ra thì mọi người có thể tưởng tượng nó giống như cái quả trứng gà ta đó, chứ không phải gà công nghiệp đâu. Nó nhỏ. Đó. Đây. Hình số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dề như thế này nhé. Đó, hình số 1. Hình số 2, 1, 2, 3, 4, 5, cũng 5 dề. Đấy. Hình số 2 đây ạ. Rồi hình số 3, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, hình số 3, 5 dề. Hình số 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có thêm cái này là nó cái củ nó rời ra này, nó không có cái củ già. Hình số 1, số 5, 1, 2, 3, 4, 5, đấy, 5 củ. Đây cái củ này là cái củ già và nó khô hết rồi nha mọi người. Đấy, nó có một chùm củ tơ sau đây này. Dề này nó cái củ này nó bị sộp rồi. Số 5. Hình số 6, 1 2 3 4 5 6, 6 củ. Đó. Hình số 6 thì có củ nhỏ hơn nên là có 6 củ. Hình số 7. 1 2 3 4 5, 5 củ. Hình số 7. Hình số 7 có cái củ to này. Củ này củ khô này, củ già rồi này, nó to này. Hình số 8. Hình số 8 này. 1 2 3 4 5, hình số 8 cũng 5. Đó. Hình số 8 5 nhé. Hình số 9. Hình số 9 và hình số 10 là hai cái hình nó nhỏ, củ rời nhiều cho nên là số lượng củ nó cũng nhiều luôn. À, hình số 9 là một củ này, đó. Nó rời ra nha mọi người, một củ này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, đó. 9 củ rời này. Rời và nhỏ nha. Đấy, mọi người nhìn thấy này. Rồi, hình số 10 cũng 9 củ rời. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó. Và hình số 9 với hình số 10 là 150 nhé. Còn những hình còn lại là 200 đó. Rồi em sẽ tiếp tục mà kiếm loại kiếm tiên vũ này. Đấy, loại kiếm tiên vũ của đợt này thì lá và là lá nó ngắn. Đấy, có một số về thì lá rất là to, bảng lá to này, đó mọi người nhìn thấy không? Đấy, bảng lá của nó rất là to. Hình số 1, 150, được 3 dề, 2 củ rời và 1 dề, có 3 củ này, 1 củ non mới lên và 2 củ già.
150 nha mọi người. Đó, bảng lá nó rất là đẹp. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái đầu lá của nó này. Sole rất là sâu luôn á. Bảng lá kiếm tiên vụ nó đẹp lắm. Nó to hơn so với những loại kiếm khác. Hình số 150, hình số 2 của 150. Hình số 2 là những cái củ rời nha mọi người. Một này. Nó ngắn, nó lá nó ngắn tầm 30 cm thôi. Đó. Khoảng 30 cm. Đây là viên gạch của nhà em là 60 cm thì nói là tầm 40, 50 là cùng, chứ không có cao tới 60 cm gì đâu. Đây, hình số 2 đây. 2 này. 30, 35 cm thôi. Có một cái dề này. Về đây là bảng lá rất to này. Bảng lá khoảng 4 rưỡi nha. 4 rưỡi 50 ấy, 5 cm á. Hình số 2 là 150 nhé. Lá ngắn nhé mọi người. Đó. Lá ngắn này. Người thể thấy tay em cầm nó như thế này là nó ngắn cỡ nào rồi. Rất là gọn trong cái tay của em. Rồi, hình số 3. Hình số 3 của 150. 2 về. Đó. Chiều dài lá này. Khoảng 50 cm. Hình số 3 nhé. Hình số 4 cũng 2 về, 150. Đó, mọi người nhìn thấy này. Bảng lá nó nhé. Đấy. 150. Hình số 4. Rồi hình số 5 ạ. Em muốn sang hình số 5 nhé. Hình số 5 là 200. Đấy. Một dây kiếm cực ngắn luôn. Phải nói là rất là ngắn. Mọi người nhìn thấy nó chỉ tới tới chừng này là tầm 40 cm rồi đó. Rồi và những cái lá khác thì khoảng là 25 cm thôi. Đó. 2 dây rất là ngắn nha mọi người. Đấy. 2 dây này, hình số 5 này. 200.000. Về kiếm cực ngắn. Hình số 6, 150 2 về. Đó. Đây. Cũng là lá ngắn luôn. Đấy. Hôm nay là kiếm tiên vụ lá ngắn hết nha mọi người. Hình số 6, 150. Hình số 7, 200. Đó. Đây có một cái về kiếm dài hơn. Dài hơn 60 cm. Đấy. Nhân bảng lá thì cực to này mọi người à, 5 cm trở lên không phải giỡn đâu. Nãy giờ không có cái thước em đo chứ người nhìn thấy này, đấy, đây, nó ba đốt ngón tay của em, ba đốt này thì cũng cũng phải là năm năm xăng hơn 5 cm, hai đốt chứ, hai đốt ngón tay đó, hai đốt lớn này, đấy. Nó rất là to nha mọi người. Khoảng hơn 5 cm luôn á. Không có thước để đo nha. Đây, cái dề này cũng to nữa này. Hai dề đều có bảng lá to hết. Mình nhìn thấy đó. Có những cái dề này thì có cái lá nó bị nứt rồi. Đó. Có vài lá nó bị nứt, bị tét. Nhưng mà về mọi người trồng thì nó bị vì cái vết thương thì nó khô hết rồi này. Đây là cái mầm tơ của nó mới lên này, to cực luôn. Đó, nhìn thấy không? Hai dề này 200 nhé. Đấy, bảng lá to. Khá là đẹp. Ui, to quá. Rồi hình số 7 nhé, 200. Hình số 8, một dề 150 ạ. Hình số 8. Đây. Một dề 150 ạ. Đây. Em quay bảng lá cho mọi người xem. Bảng lá của nó cũng tầm 4 cm. Rồi, hình số 9, 150, 2 dề. Dề này, nhìn, mọi người nhìn thấy cái dề này có vài cái lá nó nhăn này. Đấy, đây là dề lá nhăn nhé. Nhăn nheo luôn á, có mấy cái lá gấp nó nhăn này. Nhăn này. Hình số 9 có một cái dề là nhăn, lá gốc nhăn, và cái lá này thì nó không có nhăn,
lá ngọn thì nó không có nhăn, nhưng mà là gốc thì nó là nhăn, 4-5 lá thì nhăn hết. Đấy. Rồi, đây là về số 2. Số 9, 150. Hình số 10, 150 hai dề, lá cực kỳ ngắn luôn mọi người ạ. Cái này là nó dính cái gì này? Đây, mọi người nhìn thấy này, đó. Một gang của em là khoảng 18 cm, nó chắc khoảng 25 cm thôi. Đó. Cực kỳ ngắn luôn. Dề kiếm cực ngắn. Đây, còn cái lá này thì chắc cũng là 45-50 cm. Đó. Hình số 10, hai dề 150. Hình số 11, một dề cực xanh cực đẹp luôn mọi người ạ. À. Bảng lá cũng khá là to. Đấy, nó to bằng cái dề kia luôn đó. Lá xanh, láng bóng và cứng. Đó. Đây, đầu lá nó đây. Đây là gốc của nó này. Đó. Hình số 11 rất đẹp. Nhìn thấy lá, mọi người nhìn thấy lá xanh chưa? Xanh luôn này. 150 nhá, một dề. Hai củ này. Củ của nó không to này. Đó. Củ nó rất to nhé. Rồi hình số 12. Một bụi lá to này. Đó. Mọi người nhìn này. Đấy, lá của nó to này. Phải hơn 5 cm luôn chứ. To lắm mọi người ạ. À. Một nguyên một bụi này lá to này. Đó. Chỉ có cái cây tơ nó mới lên thì nó chưa to thôi. Chứ còn những cái lá già còn lại là to. To đến không có cái thước ở đây là không có cái thước để em đo cho mọi người xem nó bao nhiêu xăng. Nhưng mà nó rất là to mọi người ạ. À. Đó. Đấy, nhìn không? Chiều dài của ngón tay cái của em này, đó, mọi người có thể tưởng tượng ngón tay cái của mình dài bao nhiêu xăng thì nó như thế. Đó. Đấy. Nó rất là đẹp. Hình số 12 300.000. Cái lá này nó dính cái gì đó mọi người ạ? À? Chứ không phải nó bị hư đâu nhé. Hình số 12, hình số 13. Một bụi lá ngắn. Đấy, mọi người nhìn thấy cái viên gạch nhà em là 60 cm nhưng mà nó chưa tới 60 cm, là tính cả cái phần rễ này luôn này. Đó. Đây là có mấy cái mầm tơ đang lên. Mầm tơ này. Đấy, mầm tơ đây. Lá nó khoảng là 40-50 cm thôi. Đó. Lá nó cực ngắn nhá, một dề lá ngắn này. Dề này 350 nha mọi người. Đấy, con dề này to này. Rồi, em qua cái loại khác, đó là báo hỷ. Báo hỷ nha, bây giờ em bán là 100 một hình như thế này. Và một hình là tầm 12 đến 13 dề nhé. Ngắn có, dài có ạ. Đó, đây là báo hỷ nhé. Ở trong rừng cho nên lá nó không được đẹp lắm, có lá bị sâu ăn. Rồi lá hình số 2 này. Đây ạ. Hình số 3. Bây giờ thì báo hỷ cũng thắt ngọn và rụng lá để chuẩn bị hoa. Đó. Hình số 4. Đó. Số 4 nhé. Rồi. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh của em ạ. À.